buổi sáng ở Đài Loan mọi người thường ăn gì? Bạn có thắc mắc ở Việt Nam mọi người sẽ thường ăn phở, bánh mì và uống cà phê vào buổi sáng, còn ở Đài Loan thì mọi người sẽ ăn món gì? Hôm nay, hãy cùng xin chào, tôi ở Đài Loan và Hot TikToker Thầy Giáo Anh đi tìm hiểu kỹ những món ăn sáng phổ biến ở đảo Ngọc nhé. Buổi sáng ở Đài Loan thì ăn gì rất là nhiều món để có thể ăn thử. Người Đài Loan hay ăn sáng là với là trà sữa, thứ hai là sữa đậu nành. Hôm nay mình chọn cái sữa đậu nành lạnh. Đây là tan bỉnh thịt heo ha. Thường có nhiều loại nhân thì thường sẽ có là nhân thịt heo nè, rồi nhân trứng nè. Tiếp theo là lúa củ cao, thì cái này là bánh củ cải. Không biết có phải là bánh củ cải không thì không biết. Thì rất là giống cái bánh đúc ở Việt Nam. Nó sẽ sánh sánh như mình như nè. Tiếp theo là cái món hao hao giống món bánh mì ở Việt Nam ha. Đây gọi là sao biển. Đây, bên trong thì gồm có là có bánh mì ở bên ngoài nè, rau nè, và tiếp theo là một cái phần trứng.